Đây chính là người đàn ông được Ngọc Trinh ôm, hôn một cách thoải mái khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện một chàng trai có gương mặt ưa nhìn với loạt cử chỉ thân mật bên nữ hoàng nội y. Trong những hình ảnh này, Ngọc Trinh và chàng trai này thể hiện những hành động tình tứ, ngọt ngào. Đặc biệt là người đẹp còn chủ động hôn má, ôm vai, bá cổ, nằm ngủ cạnh anh. Trong những dịp lễ, cả hai thường dành thời gian bên nhau. Theo tìm hiểu, đây chính là bạn thân 10 năm của Ngọc Trinh. Bạn thân của Ngọc Trinh tên Tâm, cả hai quen biết từ khi chưa nổi tiếng. Chắc chắn vô số đứng mày râu vô cùng ghen tị với anh chàng này vì liên tục được đụng chạm Ngọc Trinh một cách thoải mái. Sau tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi, Ngọc Trinh tiếp tục công khai tình mới, cũng lớn tuổi không kém. Ngọc Trinh là một trong những ngôi sao được chú ý hiện nay, xinh đẹp và nổi tiếng, nhưng ở tuổi 30, người mẫu vẫn lẻ bóng đi về dù đã qua một vài mối tình dang dở. Vì thế, mọi chia sẻ về đời tư tình ái của mỹ nhân họ Trần luôn được quan tâm. Tham gia một talk show đầu năm, Ngọc Trinh mới đây đã chia sẻ về chủ đề thầm kín này. Người mẫu họ Trần cho biết, cô vẫn giữ tiêu chuẩn chọn bạn trai lớn tuổi và có địa vị xã hội, giàu có. Khẳng định đó là gu của tôi. Ngọc Trinh bật mí người cô đang yêu hiện tại cũng đã lớn tuổi. Tiêu chuẩn để tôi chọn bạn trai đó là phải có vị trí trong xã hội. Tôi thích những người lớn tuổi, không thích bằng hay nhỏ hơn. Đó là cái gu chọn bạn trai của tôi rồi. Người yêu hiện tại của tôi cũng đã lớn tuổi, Ngọc Trinh cho hay. Trước đó vào tháng 1, Ngọc Trinh gây xôn xao khi công khai chia sẻ là Hoa đã có chủ. Dòng trạng thái thông báo hết ế của nữ diễn viên vòng eo 56 đã gây ra tranh cãi. Người chúc mừng, Trinh xinh đẹp tài giỏi như vậy thoát ế là đúng rồi. Người thì lại mỉa mai. Lại cặp với đại gia nào đây? Trinh chả khác gì món đồ chơi. Bắt lại ý kiến trái chiều, fan của Ngọc Trinh ra sức bảo vệ thần tượng. Trinh giờ cũng là đại gia rồi, thì cặp với đại gia có gì sai? Chắc chắn là người ta cặp đại gia rồi, không lẽ đi yêu thằng xe ơ mà nói chuyện mắc cười quá. Thậm chí có ý kiến lại cho rằng, Trinh có người yêu trước giờ mà, chắc là thông báo có chồng rồi đó. Trước đó, Ngọc Trinh từng công khai đã tìm được hạnh phúc mới vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29 sau mối tình 3 tháng chóng vánh với tỷ phú Hoàng Kiều. Theo tiết lộ của mỹ nhân họ Trần, cô đang có tình yêu đẹp với một đại gia mà theo chia sẻ là hội tụ đủ tâm tài đức. Không chỉ tài giỏi, bạn trai Ngọc Trinh còn cưng chiều người yêu hết mực, cung phụng chân dài không kém bà Hoàng, xưng hô vợ chồng ngọt như mía lùi. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh chỉ mới dừng lại ở quan hệ yêu đương chứ chưa tiến đến hôn nhân, vì chị ấy nổi tiếng là người thật thà nên nếu có lấy chồng thì sẽ chia sẻ ngay. Hiện tại, đời tư yêu đương của Ngọc Trinh đang là chủ đề nóng được bàn tán rầm rã. Nói về cuộc sống của mình, họ Trần từng tâm sự. Trước những lựa chọn, nếu có thể thì hãy cứ chọn điều mình thích, đừng quan tâm điều gì. Chỉ cần biết hiện tại bản thân rất thích, vô cùng thích điều đó, muốn làm cho bằng được. Ngọc Trinh, hành trình từ gái quê biến thành mỹ nhân đình đám showbiz Việt. Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô lên thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu sự nghiệp người mẫu sau khi đoạt danh hiệu siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2005. Tôi mới vào nghề, người đẹp có gương mặt bầu bĩnh, nước da ngăm đen. Ngọc Trinh tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc, Hoa khôi trang sức 2007, giành vương miện Hoa hậu quốc tế Việt Nam 2011. Ngọc Trinh đầu quân cho công ty người mẫu của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, theo đuổi phong cách gợi cảm, liên tục phô diễn đường cong trong những bộ hình nội y táo bạo. Cô thu hút nhiều sự chú ý sau mỗi lần trình diễn tại chương trình Đêm hội chân dài. Giữa năm 2012, Ngọc Trinh gây tranh cãi khi phát ngôn, yêu không có tiền thì cặp đất mà ăn à, yêu tôi tốn kém lắm. Về mối quan hệ thân thiết với Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh cho biết cô gặp ông bầu lần đầu vào năm 15 tuổi và ấn tượng bởi cách hòa đồng, vui vẻ và tận tâm của anh. Cả hai không chỉ sống đôi tại các sự kiện mà còn thường xuyên tâm sự, du lịch nước ngoài cùng nhau. Đầu năm 2017, nữ hoàng nội y và ông bầu có mâu thuẫn công việc, hủy kết bạn trên mạng xã hội, nhưng sau đó nhanh chóng làm hòa. Vào năm 2016, Ngọc Trinh lấn sân tham gia game show truyền hình, khách mời đêm chung kết bước nhảy Hoàng Vũ, MC chương trình Kỳ Phùng Địch Thủ cùng Trấn Thành và Vân Sơn. Ngọc Trinh cũng thử sức với điện ảnh vào năm 2016, kết hợp đạo diễn Vũ Ngọc Đảng thực hiện bộ phim Vòng eo 56, kể về chính cuộc đời người đẹp. Do chưa có kinh nghiệm diễn xuất, cô bị đánh giá diễn cứng nhắc và một màu. Đầu năm nay, Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh với bộ phim Vu Quy Đại Náo, đóng cùng Diệu Nhi, La Thành. Để chuẩn bị cho bộ phim, Ngọc Trinh theo học lớp diễn xuất và được khen tiến bộ rõ rệt so với phim đầu tay. Về tình cảm, Ngọc Trinh thừa nhận từng yêu 5 người,
ồn ào nhất là chuyện tình chóng vánh với tỷ phú Hoàng Kiều. Vào cuối năm 2016, cô khoe nhiều khoảnh khắc tình tứ trong chuyến du lịch Nhật Bản, Thượng Hải, Bắc Kinh cùng vị đại gia khi đó 72 tuổi. Người đẹp bay sang Mỹ ra mắt gia đình và nhân viên tập đoàn của bạn trai. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố kết thúc mối quan hệ vì phát hiện Ngọc Trinh bắt cá hai tay. Hiện tại, Ngọc Trinh hạnh phúc bên bạn trai hơn nhiều tuổi. Sau nhiều rắc rối tình cảm, cô không muốn công khai danh tính người tình. Diễn viên Vòng Eo 56 không nghĩ đến chuyện kết hôn, lo lắng đối phương ái ngại vì khoảng cách tuổi tác. Cô chỉ quan trọng tình cảm, sự chung thủy và sẵn sàng sinh con nếu bạn trai mong muốn chung sống lâu dài. Dịp Valentine mới đây, Ngọc Trinh được bạn trai tặng hoa và 3 cây vàng làm kỷ niệm vì trùng ngày vía thần tài. Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Ngọc Trinh nổi tiếng với thu nhập khủng và cuộc sống xa hoa. Người đẹp trà Vinh thường xuyên du lịch sang chảnh ở nước ngoài, đi xe hợp hạng sang và mua sắm hàng hiệu. Mỗi dịp sinh nhật, cô chi hàng tỷ đồng, tậu túi sách, giày và trang sức tặng bản thân, gần nhất là 4,1 tỷ đồng năm 2018. Hoa hậu hài Thu Trang chính thức xác thực tin đồn có bầu lần hai với Tiến Luật. Thu Trang, Tiến Luật vừa tung ra bộ ảnh mới với phong cách thời thượng sang chảnh. Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng Thu Trang, Tiến Luật vẫn giữ được sự tươi mới, ngọt ngào. Không chỉ có đời sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc, Thu Trang, Tiến Luật còn là cặp bài trùng ăn ý khi cùng nhau thực hiện nhiều dự án phim ảnh chất lượng. Một điều thú vị là trước khi hé lộ bộ ảnh này, đã xuất hiện thông tin Thu Trang đang mang thai và chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai. Câu chuyện bắt đầu khi Thu Trang chia sẻ một bức ảnh trong loạt hình và bị nhiều cư dân mạng đồn đoán mang bầu. Trước câu hỏi có phải đang có tin vui hay không, chị 13 bật cười chia sẻ. Trang rất bất ngờ khi sau một đêm ngủ dậy đã thấy mình xuất hiện trên các mặt báo với tin đồn mang thai. Trang không có thai đâu mọi người ơi. Hiện tại Trang và anh Tiến Luật đang dùng sức cho bộ phim Chị 13, phần kết tập tầm muội. Khi phim ra rạp xong rồi, Trang mới nghĩ đến những chuyện khác. Có thể do chiếc váy bị tung lên khi chụp ảnh nên mới dẫn đến hiểu lầm này. Mặc dù cũng thích có thêm con để bé Andy không phải chơi một mình nữa, nhưng Trang vẫn chờ đợi thời điểm phù hợp. Bây giờ cả hai vợ chồng đều khá bận rộn. Nếu có tin vui thì chắc chắn Trang sẽ chia sẻ với mọi người. Thu Trang cho biết thêm. Thu Trang là một trong số những nghệ sĩ hài có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Ngoài việc tham gia các game show truyền hình với vai trò diễn viên, giám khảo, Thu Trang còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất. Vào năm 2018, Thu Trang gây xôn xao làng hài khi thực hiện dự án Thập Tam Muội. Chỉ sau 3 tập phim phát trên YouTube, Thập Tam Muội đã thu về hơn 100 triệu lượt view, đồng thời mở đường cho dòng phim web drama đến gần hơn với khán giả. Tiếp nối thành công đó, Thu Trang tiếp tục thực hiện dự án Hoàng hậu Giá Lâm và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ người xem. Đến tháng 3 năm 2019, Thu Trang tiếp tục thu hút sự chú ý khi sẵn sàng đưa dự án Chị 13 phần kết Thập Tam Muội ra màn ảnh rộng. Sở dĩ có sự tự tin phát triển sự nghiệp là vì Thu Trang luôn được ông xã Tiến Luật ủng hộ, động viên. Thu Trang cho biết, một trong những điều may mắn của cuộc đời chị là đã gặp gỡ, yêu và kết hôn cùng Tiến Luật. Khi vợ chồng cùng hoạt động trong showbiz, Thu Trang Tiến Luật sẽ có sự thấu hiểu, chia sẻ cho những khó khăn của nhau. Anh Luật là người hiền lành, luôn biết nhường nhịn vợ. Anh Luật cũng giao cho tôi làm tay hòm chìa khóa trong nhà để quản lý chi tiêu và chu toàn mọi thứ. Nhiều người bảo giữ tiền cho chồng chắc là sướng lắm. Thực ra cũng có cái khó đấy chứ. Ấy là mình phải nghĩ làm sao để tiền cho chồng vừa phải khéo léo, vừa phải nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo có số dư cần thiết để khi có chuyện thì còn dùng đến. Tiền đi diễn sân khấu thì anh Luật giữ để uống cà phê và chi tiêu hàng ngày. Còn tất cả thù lao từ các hoạt động quay phim, quảng cáo, game show chảy vào tài khoản của anh Luật rồi qua túi tôi. Là phụ nữ cũng khổ lắm. Ấy là phải nhận trọng trách quản lý chi tiêu cho gia đình. Nhưng công việc này khá cực nhọc, tôi phải thay chồng chịu cái khổ này thôi. Thu Trang hài hước chia sẻ thêm. Mọi người có thể thấy tôi bên ngoài vui vẻ, lạc quan và hay luôn đầy năng lượng trên sân khấu. Nhưng khi về nhà tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường, cũng cuống quýt vì chồng con. Nhưng may mắn tôi luôn có anh Tiến Luật bên cạnh. Dù ra ngoài làm việc vất vả cỡ nào, phụ nữ cũng có thể chịu được nếu người chồng thương yêu bảo vệ mình. Vậy nên cứ sống chậm, suy nghĩ chín chắn, rồi yêu và đến với người đàn ông thực sự phù hợp. Thà chậm một chút nhưng hạnh phúc, còn hơn là mình vội vàng kết hôn rồi phải chịu những nỗi buồn vì sự vội vã ấy.